Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức học thuật về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin được chúc mừng quý vị bước sang năm 2023 đối với gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 là những người cực kỳ may mắn và thành công. Không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an. May mắn của quý vị đã khiến cho không ít con giáp phải ghen tị và kính nể. Tuổi Mậu Tý tuy không có một sự nghiệp vĩ đại, khả dĩ sống trong sự giàu sang, phú quý, nhưng vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng. Mọi nghi thức đưa đến một sự nghiệp, đó là trong những may mắn bất thường, chứ không phải tạo nhiều mồ hôi và nước mắt. Những may mắn đó thường vào những tháng giữa và cuối năm, là bước đầu hoàn thành sự nghiệp trong đời bạn. Tiền tài cũng lên cao vào những tháng giữa và cuối năm và tiến triển cho đến khi hoàn thành sự nghiệp. Nghĩa là bạn phải kéo dài 10 năm tiền tài và xây dựng tiền bạc mới hoàn thành sự nghiệp và sống an nhàn của tuổi bạn. Không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu và phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý trong năm 2023. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người hãy làm lễ thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng trong năm 2023. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh là phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Nữ mạng Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì là người được họ đánh giá rất cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Người tuổi này có nguồn tài chính rất vững vàng trong năm 2023, đó không chỉ nhiều khoản tích lũy từ khi còn trẻ hay khoản hưu trí mà còn nhiều tính tiết kiệm của bản mệnh nên tiền bạc không phải lo. Bạn không chỉ tự lo cho bản thân và bạn đời mà còn có thể đỡ đần con cháu khi cần. Đời sống tuổi già vẫn khá thoải mái, tuy nhiên nếu có ý định mua bán đồ có giá trị, bạn nên trao đổi với gia đình để tránh bị lừa lọc, mất tiền oan. Mọi việc trong nhà đều được con cháu đứng ra đảm nhiệm nên bạn không phải lao tâm khổ tứ. Người tuổi này nhờ vậy có thể an tâm cùng bạn đời tận hưởng thời gian quây quần bên con cháu. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, vận hạn là hạn Huyền Tuyền, hạn tam tai. Gia chủ Mậu Tý năm 1948 không gặp nạn tam tai. Hạn Hoang Ốc, không phạm Hoang Ốc, Kim Lâu, không phạm Kim Lâu. Về địa chi Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà xa. Việc không phải của mình tốt nhất đừng can thiệp vào. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng, chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng năm âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Mậu Tý nữ mạng. Vào những ngày này, gia chủ không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng.
Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Mậu Tý gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là Phú và Tài Bạch, chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao dài hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm sao Thái Âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, quản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến. Cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật đều phải có màu vàng. Trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí, hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ của hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt. Điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn. Gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948, nữ mạng, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát. Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ với sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay là vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Mậu Tý sinh năm 1948, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn trong gia đạo của người tuổi Mậu Tý gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát nhờ hưởng âm phúc của gia vị. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng gia chủ có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của con cháu thay đổi. Tháng 8, tháng này hao tốn tiền của, bên cạnh đó gia chủ chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, hòa khí trong gia đạo của gia chủ kém, bên cạnh đó cẩn thận quân gian trộm đạo, mất mát tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn con cháu có nhiều may mắn, thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản là bình thường, chú ý việc di chuyển xe cộ và đi lại. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, ở độ tuổi này, nữ mạng Mậu Tý không phải lao tâm khổ tứ lo cho cuộc sống, đa phần đều được hưởng phúc, có con cháu chăm sóc và sung vầy. Gia đạo rất hài hòa nên tinh thần của bản mệnh cũng có nhiều cải thiện. Trong năm này, bạn chỉ cần sống vui vẻ, chan hòa với mọi người, ăn nhàn tận hưởng tuổi già bên gia đình, đừng quá bon chen hay can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cháu. Hậu bối có cách suy nghĩ và lựa chọn riêng, chỉ cần không gây hại thì bạn cũng nên tôn trọng cho con cháu. Ngoài ra, nữ mạng tuổi này cũng chú ý cách giao tiếp với người khác, tránh mang điều tiếng ở tuổi này, nếu không sẽ rất phiền nhiễu. Về tài chính của người tuổi này trong năm Quý Mão không có điều gì phải lo lắng. Bản mệnh có đồng ra đồng vào từ các khoản lương hưu, tích lũy từ thời trẻ hoặc từ con cháu chăm lo chu toàn, không cần phải lo toan, tính toán. Bên cạnh đó, nếu có ý định mua sắm hay sử dụng tiền bạc làm việc gì, bạn cũng nên trao đổi với gia đình, tránh trường hợp vì nghe theo lời dụ dỗ hay lời quảng cáo mùi tai của kẻ gian mà bỏ tiền ra mua sắm những món đồ chất lượng thấp, thậm chí bị lừa đảo. Về sức khỏe, tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023, nữ mạng, về sức khỏe không còn tốt như thời còn trẻ, nhưng vẫn có thể cải thiện thể chất bằng cách rèn luyện thể dục nhẹ nhàng,
ăn uống đầy đủ dưỡng chất, xây dựng thói quen sinh hoạt thức dậy, đi ngủ điều độ. Có điều kiện thì bạn có thể nhờ con cháu đưa đi khám sức khỏe định kỳ để có hướng chăm sóc cơ thể. Khi xuất hành đi xa, bản mệnh nhớ chú ý khi tham gia giao thông, chớ để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, ở tuổi này bản mệnh được an nhàn tận hưởng tuổi già bên con cháu, tình cảm ấm áp và sự chăm sóc hết mực từ gia đình giúp tinh thần của bạn khá thoải mái, không có phiền nhiễu. Dù gặp điều gì khó khăn, bạn cũng nên suy nghĩ thoáng và thường xuyên tâm sự, trò chuyện với người xung quanh cho nhẹ lòng. Người độc thân bên cạnh việc dành thời gian vui vẻ bên con cháu thì có thể tăng cường giao lưu, kết bạn với những người đồng trang lứa. Các mối quan hệ cởi mở và có người để chuyện trò sẽ giúp bạn thêm yêu đời, tâm hồn và sức khỏe có nhiều cải thiện tích cực. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Mậu Tý trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Tý, qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.